Xin giới thiệu, mình tên là Lê Ngọc Hải ha. Sinh năm 1985. Hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hải đang làm công việc gì? Em thì làm bên tòa án nhân dân. Làm nhiệm vụ gì? Dạ, làm thẩm phán. Thẩm phán tòa án nhân dân. Chuyên xử về cái gì? Nói chung là chuyên làm án về dân sự, hôn nhân gia đình, về kinh doanh thương mại. Trời ơi, là có từng giải quyết nhiều vụ ly hôn chưa? Dạ có. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với tình yêu của mình. Một người cầm cân nảy mực khi giải quyết những vấn đề ly hôn. Khi nói đến chuyện tình yêu hôn nhân và gia đình, bạn ấy sẽ chia sẻ điều gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Tôi thấy hơi gây cấn rồi đó. Đùa chứ quê Hải ở đâu? Gia đình thì vô đây sinh ra và sống ở Bình Phước. Có hay về quê không? Dạ cũng thường về quê chị. Vậy là em ở với ai ở thành phố này? Em ở một mình đây chị. Nhà của mình hay nhà trọ hay nhà của nhà nước hay nhà của tòa án? Nhà của mình chị. Bình thường mình hỏi người ta nhiều, bữa nay giống như mình bị hỏi cung là vậy ha. Vui ghê. Dạ. Thẩm phán đẹp trai quá chừng. Rồi mời em. Em tên là Thu Trâm. Dạ em đến từ Đồng Nai. Em sinh năm 1984 ạ. Công việc của em là làm kế toán ạ. Em có ngại khi quen bạn trai nhỏ hơn không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác ạ. Đúng rồi. Mà già 60 tuổi nói tới tình yêu đôi mắt còn long lanh. Trời ơi, già 60 tuổi tình yêu mắt còn long lanh. Chết anh rồi, thẩm phán nha. Hiện tại gia đình ở đâu? Dạ hiện tại gia đình em sống ở Đồng Nai ạ. Phía cuối Đồng Nai giáp với Bảo Lộc Lâm Đồng ạ. Hả? Hiện là giờ cuối Đồng Nai giáp Bảo Lộc Lâm Đồng? Dạ. Khu vực của em là cũng gần rừng quốc gia Nam Cát Tiên. À, hôm nay lên đây là ghi hình chương trình thôi rồi về lại với dạ, đó. Dạ đúng rồi ạ. Rồi về khoảng cách địa lý như vậy em thấy có gì e ngại không? Dạ nếu mà có tình cảm thì xa cũng không vấn đề gì chị. Lấy anh bên này mình có chịu theo chồng không? Không sao ạ. Công việc mà yêu cầu ấy thì em cũng thay đổi được ạ. Có nghĩa là lấy chồng sẽ theo chồng được, miễn dạ. Có yêu nhau là đi hết phải dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi giờ chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nè. Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ. Còn nhược điểm của em là hơi nóng tính, dễ xúc động. Dạ, tật xấu của em dễ ngủ ạ, hay quên. Còn em? Điểm mạnh của em thì nói chung là sống tử tế, hiền lành, nhẹ nhàng, không có nóng tính. Điểm yếu của em thì hay là mau quên. Hoặc là chơi thể thao, mình làm nhục sức khỏe quá, chơi quá sức. Đá banh hay là tennis gì đó là cũng nói chung chơi nào nó đã thôi. Rồi sao mỗi lần quá sức có bị ảnh hưởng gì không? Dạ không, cũng bình thường chị. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua một lần ly hôn rồi. Trời ơi, xử ly hôn mà trải qua một lần dạ. Ly hôn mình phải sâu sát mới. À sâu sát luôn hả? Mà bao lâu rồi? Quen được 3 năm mà chị. Chung ly hôn 3 năm. Ly hôn 3 năm. Hôn nhân đó kéo dài cũng 8-9 năm vậy chị. 8-9 năm. Rồi có cháu nào chưa? Dạ em cũng có hai bé rồi. Con gái thì học lớp 3. Còn bé trai nhỏ thì 5 tuổi. Hiện giờ mấy bé sống với ai? Hai bé hiện giờ là sống với mẹ. Sao mình không có giành quyền nuôi được bé nào hết vậy? Trước thì hai chồng cũng thỏa thuận là mỗi người nuôi một bé. Rồi sau đó ra tòa thì mẹ nó mới kêu thôi để cho hai đứa sống chung cho nó vui. Thì nên để cho mẹ nuôi thì mình phụ cấp dưỡng hàng tháng cho con. Có chu cấp đầy đủ không? Dạ, chu cấp đầy đủ. Mà nguyên nhân là sao hai người chia tay? Nguyên nhân là cô ấy cũng nóng tính. Hơi nóng tính. Vậy cái cách của em thì nó nhẹ nhàng thôi, không có cư xử nóng nảy. Rồi cái cách dạy con cũng nóng nảy nên nó không... Cổ hay nóng tính. Dạ. Đó là thì lỗi của cổ, còn phía em lỗi của em là cái gì? Em thì lúc đó em nói chung là em không có hiểu tâm lý phụ nữ lắm. Thì cũng không biết cách để chỉ cho cổ như thế nào đó. Chứ thật ra cổ cũng không muốn ly hôn, là em quyết định vậy. Em quyết định ly hôn. Dạ. Là tại vì em không chịu được cái sự nóng tính của cổ. Dạ. À, tính em cứ điều em cứ vô cảm điều vậy thôi. Vui vô cảm vậy. Vui điều người ta giận dữ kệ người ta. Cổ nóng tính cô chửi rủa mình xin mặt em mình cứ cười điều nên hai người điên nhau đúng không? Đúng không? Cái kiểu vậy đúng không? Dạ thì nóng nên em không nói thôi. À, cổ nóng cô nói mình cổ. Dạ. Rồi vậy ta càng nóng dữ nữa, kiểu vợ nói mà chồng cứ cười im còn điên máu lên dữ nữa. Vậy là em châm dầu vô lửa cho cổ điên thêm. Đâu phải ai vậy chị, chắc chị vậy á, chị nghĩ vậy. Chị hay quá ha, đón luôn ha. Tình trường của em như thế nào? Khi em sinh em bé được khoảng 4 tháng thì em cũng ly hôn. Cũng ly hôn luôn rồi? Dạ. Ly hôn bao lâu rồi em? Dạ khoảng 9 năm ạ. Mình được mấy cháu? Em có một bé trai.
Giờ bé sống với ai? Dạ, sống với em ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, bé 9 tuổi. Lúc đó cái quan hôn nhân đó là kéo dài trong thời gian bao lâu? Dạ, 2 năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Hết niềm tin. Có đối tượng thứ ba không? Dạ, cũng có một chút xíu. Nói chung là hai bạn cũng đã từng vậy là cũng cùng chung cảnh ngộ rồi. Ồ, 9 năm là một thời gian rất dài vậy. Có 9 năm qua mình có thêm mối quan hệ nào khác không? Dạ, tại vì thứ nhất em đi hôn trong giai đoạn con em còn nhỏ quá. Mẹ em nuôi con thì mất 5 năm là để em toàn tâm là chăm sóc cháu. Rồi sau đó tiếp đến là em tập trung vào kinh tế. Bây giờ anh có gia đình mới chưa? Dạ có rồi ạ. Thế giờ đến với chương trình ngày hôm nay thì em mong muốn tìm một cái người bạn gái của mình là người như thế nào? Về tính tình phải hiền lành, không có nóng tính quá. Có khuôn mặt nó phúc hậu chút, dễ nhìn chút. Cũng không quan trọng là cao thấp mập ốm gì, nhưng mà nó cũng cân đối chút xíu, nó hài hước một chút. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn anh vừa nói thì cũng khá phù hợp với những gì em mong muốn. Phù hợp. Chỉ cần khuôn mặt phúc hậu. Thực ra tính em thì em hay nhịn, nhưng mà cái gì nhịn quá thì nó sẽ hay có cái sự là bộc phát. Ok, đây em nhìn thử coi em có tìm ra được anh ấy trong đây không. Chị nhìn chị biết không chị? Hả? Mình nhìn mình đoán đi chứ. Đó, còn nữa thì em hai tấm luôn. Đương nhiên là sẽ có cô gái ấy trong hai tấm hình. Hãy nhìn xem cô ấy là ai. Này quá, em nhìn không biết. Thì bây giờ chọn cô nào? Chọn này. Chọn cô đó phải không? Cầm nguyên cô đó đi, giữ yên đó. Anh nào? Anh này á. Anh này. Tại sao chọn anh này? Thì em thấy anh nói anh có chơi thể thao thì em thấy chọn anh này. Tất cả không chỉ là sự suy đoán. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cửa trái tim. Cánh cửa trái tim này sẽ mở ra và xem chúng ta suy đoán có đúng hay không nhé. Mời các bạn. 1, 2, 3. Rồi. Chào em. Sao? Chào anh ạ. Bạn trai nói trước coi trúng hay trật. Em đoán sai chị. Đoán sai. Còn bạn gái đúng hay trật? Dạ không đúng. Không đúng luôn hả? Tình trường trải qua trơn, tâm sự nãy giờ mà không có cảm nhận gì về nhau. Thôi tặng quà nhau trước đi nè. Rồi, anh có quà tặng em. Dạ. Em tặng chị Cát Tường. Ồ, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em cũng có món quà em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cuốn sách này là thực sự là vô tình của một chị bạn có giới thiệu cho em, và em thấy cuốn sách khá là hay và có một phần em ở trong đó. Tặng anh thì em cũng mong là qua cuốn sách thì anh cũng được chữa lành nội tâm bên trong. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có những sự tổn thương riêng. Thì em hy vọng mình sẽ khám phá ra chính mình nhiều hơn và sớm được chữa lành vết thương lòng mình nhiều hơn. Cảm ơn em. Một tấm biệt rất là dễ thương. Anh cũng thích đọc sách. Dạ. Còn em tặng quà gì cho cổ, ý nghĩa gì? Mở ra xem thử đi các em. Em thấy sách nó cũng nó dạy cho mình nhiều điều hay đó. Ý nghĩa nên em tặng bạn để bạn coi. Cái đó là cái gì vậy cơ? Những tấm biệt thông điệp của các bạn tin bây giờ. Tại đĩa là cho nó đẹp. Dạ. Kẹo thôi em. Kẹo thôi em cũng thích bộ ăn thật. Ăn cho anh, nhưng anh là cuộc sống nó cũng ngọt ngào á. Còn nữa không ạ? À? Đây nha. Cái đó là để về để nói chung là anh nào quan tâm đến sức khỏe. Trời ơi, trời còn nữa. Con đó à, con đây à. Đó để chăm sóc cho bản thân của mình. Nhan sắc cũng em vừa được sức khỏe, em vừa được nhan sắc mà em lại vừa được thưởng thức sự ngọt ngào. Em cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, quá dễ thương luôn. Rồi bây giờ tặng quà xong rồi, bây giờ quay tới cái phần hai người đoán sai hết trơn và bị phạt nè. Giờ bạn trai phạt bạn gái trước, em muốn phạt bạn ấy cái gì? Em không muốn phạt gì hết chị. Bạn gái muốn phạt bạn trai cái gì? Mình muốn sao? Thử coi mai mốt mình mệt, mình yếu mà mình có sự cố gì mình xỉu, anh có đỡ mình đi bệnh viện nổi không? Vậy giờ thử. Thử, coi em qua cộng bạn gái và ẩm bạn gái đi cho quanh đây 3 vòng cho chị, nhanh. Vậy thôi để em có tiếp tục của em vậy, để em chồng chuối em hát được không chị? Chồng chuối hả? Chồng chuối vừa hát nữa hả? Rồi, cái này cũng lạ. Thôi sân khấu này là của em. Rồi. Ai chồng chuối là phải chồng vô tường hả? Không, khỏi chị. Khỏi cần. Ồ, dữ ta. Mà thôi nó hát được rồi chị ạ. Chưa gì đã binh vực. Rồi đứng xe ra đó làm đi. Chị cho em mượn sách.
Gây đầu hả? Gây đầu. Đầu. Chơi làm thiệt ta. Mạnh à, đội mạnh. Ê mình chậm đích như vậy, không đau lắm kia. Mình chậm đích vậy mới thấy mặt. Ao, trời chơi luôn. Trời, tôi đâu có kinh nghiệm vụ này đâu. Hay à, vụ này mới nghe à, chậm chuối hát à. Chắc tôi muốn coi, tôi cũng phải quỳ xuống cho tôi coi à. Được. Rồi hát đi. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Mình mang bên chàng thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Sao em bị phạt mà bạn gái khóc rồi kìa? Dạ em dễ xúc động ạ. Tại sao lại khóc rơi nước mắt? Xúc động là vui cười chứ lý do gì khóc? À dạ em cười ra nước mắt ạ. Em thấy anh sống cũng khá nội tâm, cũng khá là tình cảm. Nội tâm chỗ nào? À, dạ không, tại vì qua lời hát của anh em cảm nhận vậy không chị ạ? Phải đâu, tại anh cúi xuống lên tay anh rung lên giọng anh rung mình nghe cảm xúc chứ đâu phải nội tâm đâu. Nói đùa thôi chứ còn hai, đây là một tiết mục rất đặc biệt. Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn cho anh bồi bổ một xíu nha. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sống, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nữa. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng, trình bày rất là đẹp mắt. Hai bạn sẽ thưởng thức món sườn non hấp tàu xì nè, bánh hấp Triều Châu nè, rồi chả giò tôm phô mai rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhớ là mình vừa ăn mình vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Mời hai bạn. Dạ. Em cảm ơn chị, em mời chị. Thôi ăn tự nhiên đi em. Em mời anh ạ. Sáng em đi từ Đồng Nai xuống hả? Dạ đúng rồi, em đi từ 5 giờ sáng ạ. Và em xuống đây em chưa có ăn sáng gì hết, em rất là đói. Còn anh? Anh ở đây mà. À, anh ở đây gần. Hôm nay anh xin nghỉ à? Xin nghỉ buổi chiều. Làm sao có thể từ vừa trầm chuối mà vừa lý giọng được nhờ? Cũng thử em, thử em. Hôm nay em cũng nóng tính hả? Bình thường không bao giờ nóng tính. Dù khi nào một sự việc thì nó rất là quá đáng đối với em. Nóng tính thì em làm gì? Tùy theo đối tượng là gì. Trước đây em làm kế toán ở đây. Sau khi đi hôn thì em về nhà. Thấy em bé nhỏ, thành ra là về nhà để thuận tiện vấn đề sinh sống với nuôi con. Thuận tiện mọi thứ hơn là ở đây. Ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ không, em sống gần nhà với ba mẹ. Có bao giờ la con đánh con không? Trước thì cũng có đánh. Hư quá thì đánh. Còn sau này là hầu như không áp dụng cái việc khác đánh nữa. Một đứa trẻ không muốn đứa nào vươn lên, hoặc là nó cố gắng nó làm một cái điều gì đó, chẳng qua là nó muốn sự quan tâm của mình nhiều hơn. Sao thấy bên này nói không vậy, bên đây không nói gì trời vậy? Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào? Em cũng bình thường. Chị biết mà, chị biết em là lúc nào cũng bình thường rồi. Thế trong bình thường ở nhà ai nấu cho em ăn uống, ai chăm sóc, giặt giũ quần áo, cơm nước cho em? Nói chung giặt giũ đồ thì em tự làm hết. Nói chung mọi cái đều làm. Thì lâu lâu cuối tuần hay là gì đó rảnh rảnh thì nấu ăn. Đồ ai ủi đồ mà hôm nay là phẳng phiu dữ vậy? Dạ. Bình thường hồi trước thì em cũng tự ủi, mà sau này em làm biến quá, em thuê người ủi giùm. Nhiều cái? 5.000 hay gì? Ủi 5.000 cái? Dạ. Em có ngại gì không khi sống với con riêng của vợ? Dạ không. Thế em có điều gì muốn thắc mắc muốn hỏi ảnh không?
anh hiền quá, mọi thứ anh bình thường hết, chị hỏi giùm em cho. Hay là môi trường quan trọng là môi trường của anh làm việc á, thấy anh trầm, hơi trầm. Đúng rồi, anh hơi trầm, bởi vậy vợ anh mới nói nóng quá vậy này kia, là anh cứ bình thường vậy hoài mới là ly dị đó. Mọi thứ đối với anh đều bình thường, cho nên có chuyện gì không hợp đồ là mình có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường, không có gì phải la hét, ý em là vậy đúng không? Dạ. Nên cuộc đời này có sập xuống đi nữa đối với em cũng bình thường. Dạ. Đúng không? Đúng không? Dạ. Anh chúi đầu xuống máu bơm lên não anh vẫn hát bình thường. Anh không có vấn đề gì bất thường hết đó. Em nhắm em sống được với người vậy không? Vậy nếu mà em cảm thấy ok là cô chị thấy cũng là rất là hạnh phúc. Nếu như mình thích một cái cuộc sống bình yên. Tại anh bảo á, là 3 năm anh chưa có quen ai. Thành ra là em hỏi là ý là tại sao anh không phải là chưa gặp đối tượng, chắc chắn là anh có gặp nhiều. Vậy lý do gì mà để anh... Từ lúc mà ly hôn xong thì mình cũng muốn quen liền à. Không phải là không muốn ngại gì hết á. Mình muốn lựa chọn, mình tìm người phù hợp với mình thôi. Thì cũng có người này, anh chị hay là đồng nghiệp cơ quan cũng giới thiệu cho. Nhưng mà mình thấy tiếp xúc nói chuyện hay là gì đó thì mình thấy không phải là cái đối tượng của mình. Chứ em không có ngại kết hôn nữa đúng không? Em sẵn sàng đúng không? Dạ. Chắc chắn là em là sẽ nuôi con. Nhưng em lại không muốn cái người bên cạnh em suy nghĩ đứa con lại là gánh nặng. Em muốn con em là một cuộc sống bình yên, hạnh phúc theo em. Nếu mà anh thương người nào thì con cái đó, anh thương như con của anh đó. Ra đó là chị nghe câu chuyện hai bạn nãy giờ chị thấy đối với anh này chị nghĩ những gì anh nói là thật sự đó. Vì anh này sống khá là đơn giản. Đó là tại vì em là phụ nữ một người mẹ nên em hơi lo xa thôi. Dạ, dạ. Chứ còn thật sự ở thời buổi hiện đại này là cái chuyện con cái, con nít mà mình yêu thương nó yêu thương dạ, mình dạ. Chị tự tin rằng nếu mà người đàn ông nào họ thương em, họ sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em với lẫn cho con em nữa. Dạ. Bản thân chị ngày xưa chị cũng y gia trang như em, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà rồi người ta có thương con mình không hay là gì kia, không có đâu. Dạ, không, chị chỉ đi tìm cái người thương chị thôi. Dạ. Người ta thương mình, người ta sẽ thương con mình. Mà không phải anh này đâu, nhiều anh nào không trả lời vậy hết trơn á. Đừng có lo. Tại vì thật sự chị đi tìm là chị tìm chồng cho chị, chứ chị không phải đi tìm cha của con chị. Cái quan điểm nó lạc hậu rồi, bỏ đi. Tìm tình yêu cho mình nè, người đàn ông này có yêu thương mình hay không. Nếu họ yêu thương mình, họ sẽ làm tất cả vì mình. Nếu họ không yêu thương mình thì đương nhiên con em người ta cũng không thương. Vậy tôi mời hai bạn chúng ta sẽ bóc những cái lá bài của chương trình để chúng ta có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Mời em gái trước. Lá nào một lá? Nào cũng được rồi, đọc lớn lên em. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Em thích tính là điểm bạn của anh. Không, điểm không thích từ nãy giờ em chưa phát hiện ra. Chưa phát hiện ra? Dạ, dạ. Hồi xưa cái cô kia cũng thích sự điềm đạm, sau này về cô ghét cái sự điềm đạm. Không có gì, bình thường là cô ghét rồi đó. Còn những cái gì nữa không? Còn thích cái gì nữa không? Vui tính. Vui tính đến nỗi mà cô cười ra nước mắt luôn đó. Em ấn tượng lắm luôn đó. Rồi, mời em, cô chưa tìm ra cái điều gì không thích ở em hết trơn á. Chúc mừng em nha. Giật cái tấm trên tay tôi không mới chịu. Gì mà khó nghẹn ngào quá vậy? Ôm nhau 30 giây rồi nó cảm nhận mà không làm gì, cũng đứng trọng nhìn tôi vậy trời. Rồi, xin mời em bước qua bên đây. Chứ không lẽ em muốn cổ qua em? Qua đây 30 giây nè, rồi nói cảm nhận. Nắm tay của mình. Ôm, biết đọc chữ không? Ôm nhau. Tùy em đi, em làm gì em làm. Nắm tay. Ôm nhau. Trời ơi, 30 mấy tuổi đầu rồi. Ôm hai tay vô, cảm nhận được. Rồi cô gái ôm ảnh nữa, rồi mới cảm nhận chứ. 30 giây, bắt đầu đếm ngược. Ôm ảnh đi vô. Bị đê hả? Hôm nay em chưa ở nước ngoài bạn bè mà nó không được kìa. Dạ được rồi chị ạ. Rồi vậy tôi mệt, hai người quá, hai người ôm, hai người sướng, tôi có sướng đâu. Rồi cảm nhận của mình như thế nào sau 30 giây? Nói bình thường dạ. Tôi đứng liền thì đối với em vậy cũng chưa phải là ôm, không biết cảm nhận sao. Tại vì cái này yêu cầu em làm, em là thanh niên, em không có mạnh dạng lên thì làm sao, không lẽ gì tự nhiên cũng nhào. Bạn nữ cũng ngại thôi. Ngại kệ cổ. Nói chung em thấy bạn nữ nói chung cũng tình cảm, hơi ướt át một chút. Còn nói chung là cũng là người phụ nữ của gia đình đó chị. Còn em sau cái ôm vừa rồi có cảm nhận gì không? Dạ dạ, anh nói cảm nhận thôi ạ. Trời ơi, bà kìa. Mệt mỏi hai người đi. Bây giờ là cái giây phút quan trọng nhất. Hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau để trở thành
một đôi nam nữ tìm hiểu yêu đương và tiến tới hôn nhân thì mình nhấn nút. Nếu mình cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta có quyền lấy tay ra khỏi nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, 8 tháng sau mới bấm vậy. Bây giờ nắm tay lại nè. Cái đó là hủi tóc. Hủi tóc. Hôn là phải dán tóc lên, hôn lên má. Đầu người ta chưa gọi đó. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Chị Tường gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim CityBox 212 Lý Chính Tăng. Gửi tặng hai em gái phần quà của chương trình. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và bây giờ thì các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.